Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019, Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 là ngày kỷ niệm ra đời của Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21 tháng 6 năm 1925. Từ khi có Báo Thanh niên, Báo chí Việt Nam mới dương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định số 52 ngày 5 tháng 2 năm 1985 lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm làm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Long An. Tỉnh Long An không chống dịch và không tái đàn trong thời điểm dịch tả heo châu Phi. Tin thế giới, New Zealand tiến hành thu mua vũ khí sau xả súng tại Christchurch. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 gồm ông Phạm Văn Trạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, ông Võ Thành Trí, ông Lê Quốc Dũng tiếp xúc gần 90 cử tri trước kỳ họp thứ 15 ở 3 xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, Lộc Giang, huyện Đức Hòa tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã An Ninh Tây. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có ý kiến là hiện nay tình trạng người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nhưng khi đến trạm y tế xã khám bệnh thì không có đủ thuốc để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đề nghị được đại biểu Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương xem xét giải quyết. Chiều cùng ngày, đoàn cũng có buổi tiếp xúc với cử tri tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Hiệp Hòa. Cử tri đề xuất các ý kiến gồm: hiện nay trên địa bàn ấp Hòa Hiệp 2 xã Hiệp Hòa, tình trạng ô nhiễm môi trường ở trại nuôi heo ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Cử tri đề nghị cần xem xét lại quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm hộ gia đình, việc cây biên đền bù đường Hồ Chí Minh còn nhiều vướng mắc do tuyến đường ngừng thi công. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền để bà con được rõ hơn. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Trạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải trình một số ý kiến của cử tri, đồng thời ông cũng thay mặt các đại biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri để trình lên trong kỳ họp sắp tới. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, chiều nay tại Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tổng kết trao giải báo chí năm 2019. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được. Giải báo chí năm nay thu hút hơn 100 tác phẩm tham gia ở các thể loại báo in, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí. Tại lễ tổng kết, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh trao giải thưởng cho 30 tác phẩm xuất sắc gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. Theo đánh giá của ban giám khảo, số lượng tác giả tác phẩm dự thi tuy có giảm hơn những năm trước nhưng vẫn đảm bảo nội dung chất lượng với nhiều bài viết tốt, nhất là chế báo in và ảnh báo chí. Đa dạng đề tài, tác giả quan tâm đến những vấn đề xuất phát, tác giả quan tâm đến những vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống, biểu dương cái đẹp, cái hay, cách diễn đạt sinh động, đậm chất báo chí. Các nhà báo chuyên và không chuyên đã thể hiện khá tốt chủ đề tư tưởng của từng tác phẩm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được khẳng định, cùng với cả nước trải qua 94 năm trưởng thành và phát triển, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn giữ vững tôn chỉ và mục đích làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Đồng thời, ông cũng đề nghị đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà không ngừng đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức thể hiện, đa dạng hóa các sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Trước đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp tuyên truyền rất tốt và hiệu quả thiết thực. Các trung tâm văn hóa thông tin và truyền thanh cấp huyện có sự tiến bộ đáng kể về chất lượng và nội dung hình ảnh. Phóng viên chịu khó tìm kiếm, phát hiện đề tài từ cơ sở. Trong đó nổi bật là Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thanh các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Chuột, thành phố Tân An, Tân Hưng, Đức Hòa. Với số lượng tin bài công tác nhiều, chú trọng tin có phát biểu, tin hoạt động phóng sự. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp cũng có những hạn chế nhất định, một số tin còn khô cứng, hình ảnh minh họa có khi còn nghèo nàn, thời gian gửi chương trình còn trễ so với quy định. Sáng nay,
Đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 94 nhiệm vụ. Đến thời điểm này, Sở đã hoàn thành 64 nhiệm vụ đúng hạn và đang tiếp tục thực hiện 30 nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm 2019, Sở tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ, trong đó giải quyết trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tính đến ngày 5 tháng 6 2019, toàn tỉnh triển khai được tổng cộng 98 dự án, tổng diện tích đất thu hồi là hơn 348,8 hectare, gần 6.800 hộ bị ảnh hưởng, tổng số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ là trên 1.700 tỷ đồng. Sở tiến hành 14 cuộc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 16 tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường với 1 cá nhân và 18 tổ chức với số tiền xử phạt là hơn 2,5 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số khó khăn trước mắt và kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc thu hồi, chỉnh lý biến động về đất đai đối với các thửa đất nằm trong khu vực đã khai thác hầm đất, vấn đề đóng bích và trám lấp giếng, công tác quản lý môi trường tại các nhà máy đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau cấp phép, đồng thời tập trung tháo gỡ, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 21 tháng 6 năm 2019, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở tập trung hoàn thiện các đề án nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới các công trình văn hóa thể thao và du lịch, các di tích lịch sử cách mạng, phát triển du lịch sinh thái, triển khai thực hiện đề án của tỉnh về cơ cấu, sắp xếp tổ chức, nhân sự, thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cũng nêu ra những mặt hạn chế cần khắc phục như công tác phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là hoạt động nhạc sống, karaoke di động, quảng cáo trao giặt trên cột đèn, cột điện, trường học, bệnh viện chưa được duy trì thường xuyên. Việc đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao còn dàn trải, công tác đào tạo huấn luyện chưa tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất chưa được đầu tư so với nhu cầu phát triển thể thao hiện đại, nhất là thể thao thành tích cao. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương quyết toán các công trình xây dựng thuộc ngành văn hóa thể thao du lịch, thực hiện các giải pháp khai thác có hiệu quả các công trình trung tâm văn hóa cấp tỉnh, huyện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phát huy thế mạnh sau khi sáp nhập, tái cấu trúc hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao và đài phát thanh cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ông chỉ đạo ngành văn hóa thể thao du lịch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao du lịch nhằm huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tăng cường xúc tiến quảng bá hợp tác du lịch với các tỉnh thành trong khu vực, thu hút khách du lịch, phát triển bền vững, gắn kết nhiệm vụ phát triển ngành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An. Liên tiếp các ổ dịch tả heo châu Phi được phát hiện trên địa bàn tỉnh. Nhận định dịch bệnh có nguy cơ lan nhanh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương hộ chăn nuôi không chống dịch và không tái đàn trong thời điểm hiện tại. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp, ngành thú y và các huyện khuyến cáo người dân bán heo sớm để giảm đàn, giảm áp lực dịch bệnh cũng như là giảm thiệt hại cho cả người dân và ngân sách nhà nước. Khi phát hiện đàn heo có biểu hiện bất thường, chết nhanh, chết nhiều, chủ hộ nuôi phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương. Các trường hợp giấu dịch xử lý nghiêm. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo các địa phương phải tập trung triển khai ngay các giải pháp phòng và chống dịch. Các chốt hiện nay mà đã lập trên địa bàn các huyện thị thì chúng tôi yêu cầu là phải trực, đảm bảo ca trực 24/24 và kiểm soát là đưa cái đội lưu động để kiểm soát trên các cái tuyến đường mà không có chốt để mình kiểm soát chặt chẽ cái lượng heo ra vào tỉnh. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu các huyện mà có cái xã giáp ranh với các huyện đã công bố, các tỉnh công bố dịch á, thì yêu cầu phải lập ban chỉ đạo cấp xã để giao cho ban chỉ đạo cấp xã ông kiểm soát các cái tuyến đường giao thông, thủy bộ. Và trong cái thời gian này thì chúng ta các hộ chăn nuôi khi có xuất bán
hoặc có gieo tinh heo giống thì chúng ta phải chú ý luôn cả cái người thương lái, cái xe vận chuyển heo và cái ông đi gieo tinh này. Chứ không, mình hồi trước tới giờ mình quên đi hai cái đối tượng này, chính là cũng là những trong những cái đối tượng mà mang cái mầm bệnh nhiều nhất. Các hộ có chăn nuôi heo thì hạn chế đến mức thấp nhất. Nếu các doanh nghiệp trang trại chăn nuôi có nhu cầu nhập heo giống, heo nuôi thương phẩm, thông báo ngay với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An. Các trường hợp nhập heo con giống từ ngoài tỉnh để nuôi mới tái đàn trong thời điểm này sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ nếu dịch bệnh xảy ra. Trong lúc mạng truyền thanh xã Tân Hòa đang cần một cán bộ bán chuyên trách phụ trách công việc viết tin bài tuyên truyền ở địa phương, thế là Võ Thị Ước ứng tuyển và được Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Bến Lức tuyển chọn. Hơn một năm gắn bó, công việc tuy nhiều vất vả nhưng với lòng yêu nghề, chị Võ Thị Ước từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc mà lãnh đạo giao phó. Hàng tuần, đài truyền thanh xã Tân Hòa thực hiện từ 1 đến 2 chương trình thời sự địa phương. Mỗi chương trình có thời lượng từ 10 đến 15 phút phát sóng. Các tin bài phản ánh các hoạt động của địa phương được chị Võ Thị Ước khai thác có những tin bài. Sau đó, chính chị là người thể hiện bài viết để kịp thời phát trên hệ thống truyền thanh của xã. Ngoài ra, để có những tin bài chất lượng cộng tác với đại quyền, chị Võ Thị Ước còn tham khảo cách viết tin bài trên các báo. Từ đó, chất lượng của tin bài ngày càng được nâng lên. Bản thân cũng luôn chủ động xây dựng các cái chương trình, kế hoạch thì hàng tháng, năm để mình bám sát vào đó để thực hiện tốt cái công việc của mình. Với trách nhiệm là cán bộ truyền thanh, chị Võ Thị Ước đã chủ động tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền địa phương, nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị của hệ thống truyền thanh cơ sở để kịp thời chuyển tải thông tin từ 4 cấp đến với người dân. Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỗ đồng chí Võ Thị Ước là một cái cán bộ trẻ, năng nổ và nhiệt tình với công tác. Lãnh đạo phân công thì Võ Ước chấp hành rất là tốt. Và cũng đã tự học và cũng đã phối hợp với đài truyền thanh huyện và có những cái tin bài và nó rất là thiết thực và công tác vận động quần chúng cũng như công tác tuyên truyền góp phần cho công tác truyền thông cũng như là truyền thanh của xã ngày càng phát triển. Dù công nghệ có phát triển đến đâu thì các thông tin từ cơ sở, từ chiếc loa truyền thanh vẫn luôn hữu ích, gần gũi và thiết thực nhất với mỗi người dân, và những người cán bộ truyền thanh cơ sở chính là yếu tố làm nên sự bền vững đó. Thưa quý vị, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tuyên truyền phản ánh những kết quả nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể mạnh mẽ và bền vững của tỉnh, nhất là trong những vấn đề được dư luận quan tâm. Ở mỗi loại hình, báo chí đều bám sát vào đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương để thông tin phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các cơ quan truyền thông đã tích cực đi sâu đi sát vào đời sống xã hội, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, các mô hình kinh tế hiệu quả, những cách làm mới, đột phá, năng động, hiệu quả. Đồng thời, phản ánh những vấn đề mang tính thời sự, những nhiệm vụ cấp bách quan trọng của địa phương. Qua đó, giúp lãnh đạo tỉnh và các sở ngành địa phương kịp thời kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Đối với một phóng viên mà tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, thì thứ nhất là trong quá trình tác nghiệp thì phóng viên phải đi sâu, đi sát với cơ sở, với quần chúng nhân dân. Cái thứ hai là phóng viên phải là có mối quan hệ mật thiết với các địa phương trong quá trình tác nghiệp. Thứ ba là chính quyền địa phương cũng phải tạo điều kiện tốt để giúp phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Cả ba vấn đề trên mà kết nối được với nhau thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên cùng với địa phương trong việc quá trình mà tuyên truyền, quảng bá các hình ảnh của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội được tốt hơn. Báo chí đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển của tỉnh, mà đặc biệt là tỉnh Long An của chúng ta là tỉnh nông nghiệp, cho nên là mình xác định là cái việc tuyên truyền ở lĩnh vực nông nghiệp thì cũng rất là quan trọng. Thì thời gian qua cùng với lại đồng nghiệp, cùng với lại cơ quan thì mình cũng thường xuyên tuyên truyền những cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cái lĩnh vực nông nghiệp đến với bà con nông dân, mà đặc biệt là quan tâm đến cái nghị quyết 08 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
Cùng với sự đồng hành của báo chí, trong thời gian qua, thông tin về tỉnh Long An ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo. Nổi bật là công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về việc triển khai và thực hiện đề án số 02 của tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh. Điều này khẳng định những chủ trương quyết sách của tỉnh Long An là hoàn toàn đúng đắn, tạo được sự đồng thuận và đánh giá cao của báo chí. Có thể nói rằng những năm qua, cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Long An đã bám sát cái định hướng lớn của tỉnh, đặc biệt là những cái vấn đề quan trọng, vấn đề đổi mới liên quan đến cái thực hiện các đột phá chiến lược, chuyển đổi phương thức phát triển, các quy hoạch, đề án chiến lược kinh tế xã hội trọng điểm, rồi bảo vệ tài nguyên, môi trường, vân vân. Thì từ đó, cơ quan thường trú chủ động, tích cực, nhạy bén, sáng tạo trong thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận trong xã hội. Thời gian qua, báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn của tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời thông tin, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề, sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của địa phương. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện hiện nay, các cơ quan báo chí đã bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, phân tích những vấn đề trọng điểm và định hướng tư tưởng, nhận thức, hình thành dư luận xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan thông báo chí đã tích cực tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thời gian tới, tỉnh Long An sẽ hỗ trợ tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin trung thực về tình hình của tỉnh nhà. Ngày 21 tháng 6 nữa lại đến, báo chí cách mạng Việt Nam lại thêm một tuổi mới. Hoạt động của các cơ quan báo chí trong hành trình của mình đã chứng minh vai trò là cánh tay đắc lực trong sự đồng hành, phát triển chung của tỉnh, là cầu nối góp phần xây dựng hình ảnh Long An đẹp hơn, năng động hơn, ngày càng nhận được sự tin yêu của nhân dân.